Xin chào quý vị. Đây là tư liệu của động cơ điện Parma GL 3 pha chuyên xuất khẩu châu Âu. Động cơ có ưu điểm là hộp cực quay được 360 độ bên trái, ở giữa, bên phải. Với động cơ điện 0,37 kW, một nửa ngựa, 1/2 HP, tốc độ 960 vòng một phút. Có mã sản phẩm là 80. Ở đây, tâm nó đến hàng chục ký hiệu là A bằng 125 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tâm nó đến dọc trục ký hiệu là B bằng 100 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Đường kính trục D bằng 19 mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 200 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà mình muốn, ví dụ như rãnh cavex bằng 6 mm hay là tổng chiều dài thân bằng 287 mm. Xin cảm ơn.